Chào các bạn, hôm nay là chuẩn bị ngày Valentine đây. Thì đây, giờ mình có chuẩn bị món lẩu hải sản. Đó, thức ăn mực tôm, thật là nữ là món mực tôm. Mực tôm chim chép. Ha. Cái này là ốc. Và cái này là chim chép người ta làm sẵn nó đi làm mực. Ốc này là ốc hương theo kiểu bên này nha các bạn. Rau thì mình bỏ, mình để bên này. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Cái này là cái mắm này ít ớt cho ba má mình ăn, còn đây là vợ chồng mình ăn thì ớt nhiều hơn. Lát nữa nước nó sôi lên thì cái đây là ngò rí đó, ngò ôm với lại đồ nấu chua đó, bán mình bỏ trong này rất là ngon, rất thơm nha các bạn. Thì nước súp của mình nấu là gồm có tương cà, tương ớt, tỏi và hành tím với sả mình phi lên, nó rất là thơm nha, rất là thơm lắm luôn. Rất là hấp dẫn. Lát nữa là nhờ chồng mình mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. So ungrateful. The lamp is very
Thank you.
đúng ở trên rồi cái cá chạy dưới đây ngay chỉ còn đó, cái đó lúc cứ xèo xuống nó chích cái dính ngã ngửa nó rớt lên, nó làm cho nó nhiều lúc đó cho mình ăn. Bắt điểm đó. Còn ăn cái nát đâu ăn nữa đâu. Ai ngồi ăn thì vui. Đây là có bún à, bún mười hai ký. Còn cái nước nấu chuồng đi đâu đi mà ghé giờ Nhà Trang lại ghé lại anh Phụng ăn bữa ăn rồi ăn nhiều đủ cho con bên hồng trầm xuống đây chưa đóng răng đi rồi đi rồi hoài à nấu bạc là nấu dọn lên thôi còn bằng cái nấu mật hả nấu mật một ăn đi one more mushroom rồi ăn đi one more mushroom đây hay là cái bữa đó nó bụng quá rồi ăn nó ngon chứ không chắc mới bụng ăn ngon chứ ăn mà còn thèm mà không mà thấy ra mấy cái bài cũ nhiều ông thiên thiên rất đỡ luôn á thái thì nó cái này mình bữa nay được luôn vậy mày bữa sau theo kia lại ăn cũng ngon đúng rồi đây một bữa ăn ấm cúng gia đình và cũng là ngày lễ tình nhân thì chúc mọi người ăn bữa ăn với gia đình mình vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và đừng quên like cũng như là share và đăng ký kênh của Ami TV nhé. Cảm ơn mọi người.